kéo quân này các bạn này. Đây là hoa tiểu gì ạ? Bằng bí đỏ chị ạ. Và cái tiểu hoa cúc nhỉ? Vâng. Đây là tạo từ đất tiên ạ. Tạo nên cái hình con giống này. Một bộ truyền thống nó sẽ có 5 cái hoa này. Đây là hoa tiểu gì ạ? Đây là tiểu gì đất cá. Đây là tiểu gì đất cá. Cái nến không khí bên trong nó nóng hơn nhỉ, thì nó tạo ra cái dòng đối lưu làm cho là những cái này nó sẽ kéo quay bên này thì nó không nóng hay là như ở cuối thôi ạ, thì những cái bóng này nó chạy qua rất là rộng. Đèn kéo quân này các bạn ơi, đây các bạn ơi, đây là đèn kéo quân này các bạn này. Trong này là sẽ có đây.